Xin chào mọi người, thì hôm nay là ngày đầu tuần. Em chúc mọi người có một ngày đầu tuần làm việc thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một thứ cũng không kém phần quan trọng trong không gian nội thất của chúng ta. Thì chúng mời mọi người theo em để biết đó là gì nha. Và đây là chiếc tủ tivi. Chiếc tủ này được chế tác và sơn màu theo phong cách cổ điển. Chiếc tủ tivi này thì được xuất xưởng mấy ngày thôi, vừa được trưng bày bên cửa hàng bên em. Chiếc tủ tivi này thì có chiều ngang là 1m4, chiều cao là 94cm và chiều rộng là 60. Mọi người có thể nhìn thấy là nó rất là gọn, nó không chiếm diện tích quá nhiều trong căn phòng của chúng ta. Thì chiếc tủ tivi này được làm hoàn toàn 100% là từ gỗ gõ đỏ tự nhiên, không pha tạp. Mọi người cũng biết là gỗ gõ đỏ là một loại gỗ rất là tốt, chịu lực rất là bền. Nên việc mà chúng ta đặt một chiếc tivi lên đây thì không quá khó khăn, sẽ đảm bảo được độ bền chắc cho chúng ta. Thì chiếc tủ tivi này được thiết kế là gồm có 3 hộp kéo, mọi người có thể nhìn thấy nè. Mình kéo rất là gọn, rất là nhẹ. Và hai bên là có 2 hộp tủ nữa, 2 cánh cửa. Mọi người có thể thấy được khoảng bên trong rất là rộng, chúng ta có thể chứa được những cái vật liên quan, những cái vật cần thiết chúng ta cất vào đây. Thì nó sẽ góp phần làm cho cái không gian phòng của chúng ta thêm gọn gàng hơn. Về phần chạm họa tiết thì mọi người có thể thấy là được chế tác theo kiểu phương tranh. Chạm họa tiết đơn giản, không có cầu kỳ, nhưng mà vẫn toát lên vẻ sang trọng cổ điển của chiếc tủ tivi. Mọi người có thể thấy được những cái đường chạm, những đường uốn cong rất là uyển chuyển. Phần chân của tủ được làm khá vuông vức, nó sẽ tạo ra một độ chắc chắn, một độ cứng cáp để chịu được bất lực tốt. Ngoài cái việc mà màu sơn, chất liệu gỗ thì bên em còn có những vật liệu khác như là tay cầm, móc khóa. Thì những vật liệu này thì cũng được chọn lựa rất là kỹ càng, chống rỉ sét và oxy hóa, nên đảm bảo cho việc bảo vệ được cái tủ của chúng ta luôn mới. Nên mọi người hãy an tâm khi sử dụng nội thất bên Sơn Tâm chúng em. Thì mọi người ơi, cái tủ tivi bên em đang có bán với mức giá là 15 triệu đồng. Và một điều đặc biệt nữa là bên em đang có chương trình sale sập sàn từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7 với mức giảm giá từ 15% đến 40% đối với những mặt hàng có sẵn. Thì mọi người hãy nhanh chân đến cửa hàng hoặc là chúng ta gọi vào số hotline bên dưới để được em tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình hơn nha. Và mời mọi người cùng em chiêm ngưỡng lại chiếc tủ tivi ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.